Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 41. Câu số 1, đặt tính đầu tính 483 ta cộng 45 3 cộng 5 là bằng 8. 4 ta cộng cho 8 bằng 12, với 2 ta nhân 1. 5. Hai ta trừ cho 1 là bằng 1. 1 ta trừ 3 không được, ta lấy 11 trừ 3 là còn 8. 8 trả 1, 1 1 2, 9 trừ 2 còn 7. Tám cộng không là bằng 8, 7, 4. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 2, tính nhẩm 300 ta cộng 200 là bằng là 500. 2 nhân 7 là bằng 14. 700 mà ta trừ cho 200 như vậy còn là 500. 3 nhân cho 7 là 21. Câu số 3, tìm x. X cộng 37 là bằng 96, đây là dấu cộng. Dấu cộng thì đây là một số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ số hạng đã biết. 6 trừ 7 được, ta lấy 16 trừ 7 bằng 9. 9 trả 1, 3 1 4, 9 trừ 4 cùng 5. X ta trừ cho 55 là bằng 21, như vậy đây là dấu trừ. Dấu trừ thì đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với lại là số trừ 6, 7, 7, 16. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 4, điền số tích hợp vào ô trống. Rồi, cái hàng này chúng ta chưa biết được. Đó, chúng ta chưa biết được. Chúng ta sẽ lấy cái cột này. 24 là chia cho bao nhiêu là bằng 8. 24 là chia cho 3. À, 3 là bằng 8. 8 x 3 là 24. 3 x 3 vậy là bằng 9. 6 x 3 là bằng 18. 18 chia 2 là bằng 9. Câu số 5, nấu ô trống với số tích hợp 3 ra x 4 là bằng 12. Vậy cái này 5 x 5 là bằng 25. 12 ta chia cho 3 là bằng 4. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 6. Điền số tích hợp vô trống. Số bị trừ là cái hàng ở trên, số trừ là cái hàng ở giữa, và hiệu là hàng cuối cùng. Muốn tìm hiệu thì ta lấy số bị trừ, ta trừ cho số trừ. 5 ta trừ cho 0 là bằng 5. 1 trừ 1 là bằng 0. 3 trừ 2 còn lại 1. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ, ta trừ cho hiệu. Ta lấy 210 ta trừ cho 55, vậy là bằng là 155. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ. Hai này ta cộng với nhau, 2 cộng 5 là bằng 7. 5, 3. Muốn tìm hiệu thì ta lấy số bị trừ, ta trừ cho số trừ. 9 trừ 5 còn 4. 6 trừ 1 còn là 5. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi cho hiệu. 370 ta trừ cho 20, vậy còn là 350. Muốn tìm số bị trừ thì ta lấy hiệu, ta cộng với số trừ, ta lấy hai này cộng lại với nhau. 0, 4, 4. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 7. Có 15 học sinh chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có 5 học sinh, họ chia được là mấy nhóm? Số nhóm chia được là... mười lăm học sinh này mà chia thành các nhóm, mỗi nhóm là 5, chia cho 5 và chúng ta sẽ được là 3 nhóm. Đáp số là 3 nhóm.
Chúng ta qua cao số 8. 100, 200, 300, cái này là 400. 500. 600 mà tới 700. 800. 900. 1000. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.